Xin kính chào quý vị và các bạn đã theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, sáng 19 tháng 7, nhiều xe cùng lực lượng thuộc Bộ Công an bất ngờ có mặt tại một tòa nhà ở số 26 Trần Quốc Thảo, phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Địa chỉ này được đăng ký là nhà riêng của bà Nguyễn Thị Như Loan, tổng giám đốc công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai. Hơn 10 giờ ngày 19 tháng 7, trước cửa căn biệt thự màu trắng của gia đình bà Nguyễn Thị Như Loan trên đường Trần Quốc Thảo, quận 3, nhiều xe công vụ của Bộ Công an vẫn còn đậu trước nhà. Hàng chục cảnh sát cơ động điều tra viên kiểm sát viên vào bên trong. Ở cổng sau biệt thự cũng có nhiều ô tô biển xanh án ngữ. Cơ quan điều tra chưa công bố nội dung làm việc tại nhà bà Loan. Tuy nhiên, động thái này được đưa ra trong quá trình mở rộng sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng các đơn vị liên quan. Trong đó có liên quan sai phạm tại dự án khu đất 3939B, Bến Vân Đồn, phường 12, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Đến nay đã có ít nhất 16 người liên quan bị khởi tố. Bà Loan được cho là liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án 3939B Bến Vân Đồn. Khu đất này có nguồn gốc thuộc sở hữu nhà nước do Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Bà Rịa, Cao su Đồng Nai quản lý. Tuy nhiên, hôm 30 tháng 5, Công ty Cổ phần Quốc cường Gia Lai QCG từng khẳng định đã nhận chuyển nhượng toàn bộ vốn từ chủ đầu tư dự án 3939B Bến Vân Đồn với giá hơn 464 tỷ đồng đúng quy định. Theo Quốc cường Gia Lai, năm 2013, họ đàm phán đặt cọc cho công ty cổ phần đầu tư và thương mại Việt Tính do ông Đặng Phước Dừa đại diện để nhận 100% vốn tại Phú Việt Tính chủ đầu tư của dự án. Số tiền doanh nghiệp đã chi để nhận 100% phần vốn góp này là 464,2 tỷ đồng, không phải 6 tỷ đồng như một số đơn vị đăng tải thông tin. Đồng thời, Quốc cường Gia Lai khẳng định chưa bao giờ làm việc đàm phán trực tiếp với Tập đoàn Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai và Cao su Bà Rịa về việc chuyển nhượng vốn góp này. Doanh nghiệp của bà Nguyễn Thị Như Ran cũng thông tin họ đã nghiên cứu hồ sơ pháp lý của công ty Phú Việt Tính, dự án tại khu đất Bến Vân Đồn đầy đủ và đúng quy định mới ký hợp đồng nhận chuyển nhượng. Đầu tháng 9 năm 2024, thương vụ này hoàn tất. Phần vốn này sau đó được Quốc Cường Gia Lai nhượng lại tiếp cho một đơn vị khác. Trước khi trở thành dự án bất động sản lớn như hiện nay, khu đất 39 39B bến Vân Đồn đã được chuyển nhượng cổ phần, mua bán lòng vòng qua đó phù phép biến đất công trở thành đất tư. Khu đất 39 39B bến Vân Đồn phường 12 quận 4 thành phố Hồ Chí Minh có diện tích 6.202 m2, nguồn gốc Do Tổng công ty Cao su Đồng Nai và công ty Cao su Bà Rịa thuộc tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam quản lý, ngày 29 tháng 12 năm 2009, Tổng công ty Cao su Đồng Nai góp 43,2 triệu đồng chiếm 72%, công ty Cao su Bà Rịa góp 16,8 triệu đồng chiếm 28% để thành lập công ty trách nhiệm hữu hàng Phú Việt Tính, trụ sở chính 39 39B bến Vân Đồn. Ngày 25 tháng 3 năm 2010 Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có quyết định 1366 trên quy đề UBND thu hồi và giao đất tại số 39 39B bến Vân Đồn cho công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Việt Tính để đầu tư kinh doanh theo quy định. Tuy nhiên, đến ngày 10 tháng 9 năm 2014, công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai đã mua lại vốn góp của tổng công ty Cao su Đồng Nai và công ty Cao su Bà Rịa trong công ty Phú Việt Tính với giá chỉ gần 6 tỷ đồng Quốc Cường Gia Lai chiếm tỷ lệ 99,5% vốn góp trong công ty Phú Việt Tính. Sau khi nắm quyền ngày 14 tháng 11 năm 2014, công ty Quốc Cường Gia Lai đã chuyển nhượng 0,5% vốn điều lệ Phú Việt Tính cho bà Lại Thị Hoàng Yến với giá 3 tỷ đồng, chuyển nhượng 40% vốn cho công ty cổ phần bất động sản Thịnh Vượng với giá trên 340 tỷ đồng, 54% vốn cho công ty cổ phần biệt thự thành phố với giá hơn 459 tỷ đồng. Đến ngày 31 tháng 3 năm 2017, công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Việt Tính đã ký kết hợp đồng sát nhập vào công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển bất động sản Phúc Nguyên Thành, công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển bất động sản Nova Phúc Nguyên, công ty con của tập đoàn Novaland. Sau đó, công ty Nova Phúc Nguyên đã khởi công xây dựng dự án bất động sản với tên gọi The Treasure, trên khu đất 39-39B Bỉnh Vân Đồn. Được biết, bà Nguyễn Thị Như Loan, sinh năm 1960 tại Bình Định, là người sáng lập xí nghiệp tư doanh quốc cường năm 1994, tiền thân của quốc cường Gia Lai. Bà kim nhiệm hai chức từ khi doanh nghiệp này cổ phần hóa vào năm 2007 đến nay. Trước đó, quốc cường Gia Lai từng gây chú ý dư luận khi liên quan đến vụ án vạn thịnh phát được biết công ty này chỉ đồng ý trả 1.441 tỷ đồng cho bà Trương Mỹ Lan thay vì 2.882 tỷ như tòa tuyên đồng thời yêu cầu được trả lại 6 sổ đỏ là người có quyền nghĩa vụ liên quan trong vụ án bà Trương Mỹ Lan 68 tuổi chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát công ty Quốc cường gia lai do bà Nguyễn Thị Như Loan làm chủ tịch hội đồng quản trị đã có đơn kháng cáo một phần bản án sơ thẩm của tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh liên quan việc buộc công ty này phải trả cho bà Lan 2.882 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án. Tiếp tục kê biên 475 bất động sản liên quan đến công ty quốc cường Gia Lai để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án. Doanh nghiệp này cho rằng phán quyết của tòa chưa đúng và chưa khách quan bởi đây là số tiền công ty cổ phần đầu tư Sunny Island thuộc Tập đoàn Vạn Thành Phát thanh toán cho quốc cường Gia Lai theo hợp đồng hứa mua bán dự án khu dân cư Bắc Phước Kiển theo quốc cường Gia Lai, mình là bên ngay tình, không biết nguồn gốc số tiền trên liên quan đến bà Trương Mỹ Lan. Phán quyết của tòa gây thiệt hại nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của quốc cường Gia Lai. Trước đây, công ty quốc cường Gia Lai được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận làm chủ đầu tư dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Bắc Phước Kiển, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè với diện tích hơn 90 hectare. Năm 2017, công ty cổ phần đầu tư Sunny Island và quốc cường Gia Lai ký hợp đồng hứa mua hứa bán dự án này, trị giá 2.882 tỷ đồng. Tuy nhiên, Sunny Island sau đó gửi đơn tố cáo quốc cường Gia Lai đến Công an thành phố Hồ Chí Minh cho rằng đối tác có hành vi gian dối trong việc đưa ra thông tin đã bồi thường, giải phóng mặt bằng hơn 84 hecta 92%. Trong hợp đồng, hai bên cũng ghi nhận quốc cường Gia Lai đã bồi thường đền bù giải phóng mặt bằng được 92% diện tích dự án. Nhưng căn cứ vào các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì công ty của bà Loan mới đền bù được hơn 64 hecta. Quốc cường Gia Lai còn thông tin về việc đầu tư phát triển một khu dân cư thương mại trong dự án. Trong khi công ty này chỉ được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận cho phần xây dựng hạ tầng kỹ thuật khiến Sunny Island tin tưởng ký hợp đồng và đã thanh toán 2.882 tỷ đồng nhưng đến nay dự án không thực hiện được. Sau khi xác minh, công an thành phố Hồ Chí Minh xác định vụ việc không có dấu hiệu hình sự về việc Sunny Island nói quốc cường Gia Lai gian dối thông tin về diện tích đất đã bồi thường của dự án. Cơ quan điều tra cho rằng sau khi ký hợp đồng, từ tháng 4 đến tháng 10 năm 2017, Sunny Island đã nhiều lần thanh toán cho công ty quốc cường Gia Lai 2.882,8 tỷ đồng trên tổng số 14.800 tỷ đồng tương đương khoảng 19,47% giá trị hợp đồng. Trong khi đó, quốc cường Gia Lai đã giao cho Sunny Island giữ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hồ sơ bồi thường của 65,76 hecta tương đương khoảng 71,72% diện tích dự án. Hai bên tiếp tục giải quyết tranh chấp bằng con đường trọng tài thương mại. Năm 2020, tranh chấp giữa hai bên đã được Trung tâm Trọng tài VIAC giải quyết. Công ty Quốc cường gia lai được hội đồng trọng tài công nhận là bên tuyên bố chấm dứt hợp đồng hợp pháp do Sunny Iceland vi phạm nghĩa vụ thanh toán. Từ đó căn cứ theo hợp đồng, công ty Quốc cường gia lai chỉ có nghĩa vụ trả lại cho Sunny Iceland 50% giá trị hợp đồng tương đương 1.444,1 tỷ đồng. Quá trình giải quyết tranh chấp theo yêu cầu của Sunny Iceland, Quốc cường gia lai đã nộp 130 tỷ đồng vào tài khoản giao dịch chứng khoán tại công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt TVSI cũng thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát nhằm thực hiện nghĩa vụ khi khởi kiện. Khi phát hiện thì tài khoản tại TVSI đã bị phong tỏa. Do liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, việc này dẫn tới TVSI không thể trả lại số tiền trên cho quốc cường Gia Lai, nên công ty cũng đề nghị tòa cấn trừ vào nghĩa vụ của mình trên số tiền hơn 1.441 tỷ đồng. Ngoài ra, trong đơn kháng cáo, quốc cường Gia Lai đề nghị tòa tuyên buộc bà Trương Mỹ Lan trả lại cho công ty 6 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà bà đang mượn. Vì tài sản này không thế chấp cũng như không có nguồn gốc từ tiền của SCB. Quá trình điều tra vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm, cơ quan điều tra xác định số tiền 2.288 tỷ đồng Sunny Island thanh toán cho quốc cường Gia Lai là tiền của bà Loan nên thu giữ các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất liên quan đến hợp tác của các bên. Do đó, tòa giải quyết quan hệ tranh chấp của các bên để khắc phục hậu quả của bà Lan trong toàn bộ vụ án. Những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi đến quý vị và các bạn. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!